của Viện Bảo tàng Việt Nam Cộng Hòa. Xin mời kỹ sư Lê Nguyễn Đồng. Kính thưa quý vị thân hiểu, kính thưa quý vị truyền thông báo chí, tượng đài chiến thắng Quảng Trị được hình thành là do sự đóng góp tích cực của các anh em quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị đồng hương và quý vị hảo tâm đã luôn ghi nhớ đến những hy sinh lớn lao trong cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, cho Tổ quốc và nhân dân miền Nam Việt Nam. Nói đến chiến thắng của thành Quảng Trị với sự tham dự của hai binh chủng tổng trưởng thủy quân lục chiến và nhảy dù, đây là một chiến thắng vẻ vang đi vào lịch sử kiêu hùng, nhưng cũng gây go và tổn thất không nhỏ. Chúng tôi, các anh em trong Bảo tàng Việt, rất vui mừng khi được nhìn thấy tượng đài qua bao khó khăn nay đã được an vị ở một vị trí khang trang gần Viện Bảo tàng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trong Trung tâm Văn hóa Việt Nam Cộng Hòa tại Little Sài Gòn, Nam California. Để nói lên được lòng tri ân quân lực Việt Nam Cộng Hòa của những người dân Việt Nam không chấp nhận Cộng sản tại hải ngoại, và để luôn bảo tồn lịch sử cho các thế hệ hậu duệ sau này. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị cùng đoàn phía bên tay phải của quý vị. Từ phía bên tay trái trở vô, đó là Chiến hữu Đỗ Sơn, Tổng Thư ký. Kế đến là Chiến hữu Xu Hoa Cầu. Không quân Lê Văn Sáu, bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân, Chiến hữu Tần Nam, Chiến hữu Văn Công Huấn. Và thưa quý vị, sau đây là nhạc phẩm Cờ bay trên cổ thành Quảng Trị.
Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thưa quý vị, muốn có chiến thắng là phải chiến đấu. Trong lúc chiến đấu và sự hy sinh của tất cả, suốt 81 ngày chiến đấu, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh. Để dù thuộc quân lực chiến, lực lượng đặc biệt, không quân, hải quân và quân đoàn 3, quân đoàn 1 đã hy sinh rất là nhiều cho cuộc chiến để tái chiến lại của thành Quảng Trị. Và sau đây chúng tôi xin mời tất cả quý vị truyền thông báo chí, nếu quý vị có những câu hỏi, xin quý vị cho chúng tôi được trả lời quý vị. Và sau đây Hội trưởng của Tây Ninh sẽ, ông Phạm Ngọc Lân sẽ đưa tất cả những tờ giấy. Quý vị nào muốn ghi danh để hỏi chúng tôi, xin quý vị giơ tay lên và anh Lân sẽ đưa cho quý vị. Chúng tôi xin được nhắc lại, ngày hôm nay là buổi họp báo. Xin quý vị hỏi chúng tôi về tượng đài tái chiến của thành Quảng Trị. Ngoài ra những câu hỏi khác thì chúng tôi sẽ không trả lời quý vị. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý vị. Xin quý vị cho chúng tôi biết những cái câu hỏi quan tâm của quý vị để trong tương lai anh em chúng tôi viết, để chúng tôi sẽ coi cái trường hợp nào để chúng tôi sẽ theo dõi, để chúng tôi sẽ sửa đổi trong tương lai. Vâng, trong khi chờ đợi những câu hỏi, tôi cũng muốn đưa ra một vài ý kiến là hôm nay là chúng ta đến đây để thấy rằng tượng đài đã đưa về đây trình diện với cộng đồng là công việc mà anh em chúng tôi đã làm đến đây, và chúng tôi có những khó khăn, có những yêu cầu mà quý cộng đồng cũng như là tất cả quý chí hiếu có thể giúp đỡ chúng tôi được. Thứ hai là chúng tôi cũng yêu cầu là quý vị nếu có những thắc mắc liên quan đến tượng đài trong thời gian qua cho đến bây giờ, chúng tôi sẽ cố gắng giải thích. Và một điều nữa là chúng tôi cũng muốn bảo đảm những cái nguyện vọng của chúng tôi. Tượng đài đã về đây, như anh cũng nói là đã được Ký Sử Long nói rằng đã được an nghỉ ở đây. Đó là cái điều mà chúng tôi rất là vui mừng, là có một chỗ đặt tượng đài, thay vì tượng đài nằm ở dưới thảm ở đó cũng hơn một năm rồi. Khi anh em chúng tôi được thành lập cái đơn vị này thì chúng tôi phải nói là rất đau lòng khi thấy năm anh em nằm ở ngoài parking lot của họ. Chúng tôi không chấp nhận được và chúng tôi quyết định thành lập cái đơn vị này để làm sao đưa anh em về đây. Và khi đưa về đây, chúng tôi vẫn không có một cái chỗ để mà đặt. Chúng tôi cố gắng đi tìm kiếm mọi nơi, và may mắn chúng tôi đã có một mạnh thường quân mà bác sĩ quân có thể sẽ
cho quý vị biết. Và chúng tôi tạm thời đặt ở đây và hy vọng rằng với cái gì mà to lớn như thế, anh giúp như thế, chúng ta không nên bị ở trong nhà như thế. Chúng ta phải đặt ra ở ngoài một cái công viên, một cái khu vực nào đó cho nó xứng đáng cái tầm vóc của nó. Chúng tôi đang muốn nói tới một cái công viên, một cái miếng đất nào đó tương xứng với lại cái giá trị của cái tái chất của thành Quảng Trị đó và những người lính đã hy sinh đó. Cho nên đó là những điều mà chúng tôi muốn thông báo đến quý vị và trình diễn với quý vị. Chúng tôi rất mong muốn quý vị truyền thông báo chí giúp chúng tôi quảng bá những tin tức này đến toàn thế giới, vì chúng tôi không chỉ gây quý, cũng không phải chỉ thông báo ở trong nội bộ của Nam Cali, vì chúng tôi cũng đang làm ở đây, nhưng tất cả mọi người trên thế giới sẽ được biết tới và sẽ yểm trợ chúng tôi. Xin trả lời anh Bộ. Alo, dạ con là thế hệ rất là trẻ, con rất trước tiên con cảm ơn các cô chú nhiều đã có tấm lòng tốt và giúp ích xây dựng đất nước hồi xưa giờ. Thì nó tóm lại là con có câu hỏi, con là Jimmy của thành viên của hội truyền thông Việt Mỹ của anh hội trưởng là anh Minh Giang, là con đại diện cho phố Cali của Sao TV số 9 và Lý Đồ Sườn Cali TV. Thì con có xin câu hỏi á, là xin lỗi là hồi quá khứ con có nghe tượng đài gì của chị Kimberly, cái này có khác hay là giống nhau. Và cái thứ hai nữa đó thì bắt đầu mình sẽ xây dựng từ đâu mà ở đâu. Và câu thứ ba nữa là nếu mà bà con ở xa gần á, nếu mà có người ta rất là tôn trọng cái tượng đài này, nếu mà ta muốn sự giúp, muốn giúp đỡ một chút ít nào á, thì người ta sẽ liên lạc bằng cái website hay là người ta sẽ gửi gì địa chỉ hay là tất cả gì, thì xin các chú cho một cái lời công chúc cho những con. Cảm ơn các cô chú nhiều đã có lòng giúp đất nước hồi xưa giờ. Con tạ ơn nhiều. Dạ, để trả câu trả lời câu hỏi của anh về liên lạc sau này để đóng góp cho tượng đài, thì tượng đài là một tổ chức phi lợi nhuận mới thành lập năm 2024, và chúng tôi sẽ có một cái website tượng đài tái chiến của thành Quảng Trị, và vô trong đó thì có những cái chỗ mà hướng dẫn quý đồng hương có thể đóng góp cho tượng đài và tất cả sự đóng góp, vì chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận có giấy phép 501c3 của liên bang, ra tất cả đóng góp của quý vị sẽ được trừ thuế. Kính thưa quý vị, để tiếp nối cho cái câu hỏi của anh Jimmy, thì anh có hỏi chúng tôi là cái tượng đài này nó có liên hệ gì tới cô Kimberly. Thì tôi xin tóm tắt về cái về quá khứ, từ bước ban đầu mà cái tượng đài hình thành cho tới bây giờ. Thì như quý vị đã biết, tượng đài mà cổ thành Quảng Trị này nó đã trải ra gần suốt 3 năm. Chúng tôi ở trong một giai đoạn rất là khó khăn suốt thời gian mà chúng tôi hình thành được cái tượng đài này. Thì cái thời kỳ đầu tiên là năm 2021 là chúng tôi đã được thành lập Ủy ban xây dựng tượng đài, do thành phố thành lập quyết định cho chúng tôi xây dựng tượng đài này. Và chúng tôi đã kéo dài cho đến năm, chúng tôi dự định là sẽ hoàn thành tượng đài nào vào tháng 9 năm 2022, nhưng mà vấn đề nội tình chính trị trong cái thành phố Westminster nó không được suôn sẻ như chúng tôi mong muốn, và chúng tôi đã kéo dài tượng đài cho đến năm 2023. Thì tất cả nghị viên trong thành phố Westminster đã có sự thay đổi về nghị viên, do đó họ đã quyết định hủy bỏ cái tượng đài này và hủy bỏ luôn cái ủy ban xây dựng tượng đài cho đến sau cùng. Và chúng tôi đã ngồi lại và chúng tôi quyết định là thành lập một cái ủy ban xây dựng tượng đài mới.
Thì trong quá trình mà chúng tôi xây dựng tượng đài mới thì chúng tôi có rất là nhiều khó khăn về vấn đề tài chính. Thì khi mà chúng tôi xây dựng tượng đài mới thì chúng tôi còn thiếu nợ bên company của Big Star Tracer ở Utah là gần 200 mấy chục ngàn, tôi còn nhớ khoảng đó. Và chúng tôi có quyên góp, thì trong cái thời gian đó thì bên company của xây dựng tượng đài đó họ nói với chúng tôi rằng nếu mà chúng tôi không trả giúp cái hợp đồng này đó thì họ sẽ hủy bỏ hợp đồng, làm cho tôi rất là khó khăn. Và chúng tôi cũng nhờ đến sự giúp đỡ của rất nhiều người, trong đó là anh phải cảm ơn anh Kỳ là người đã giúp chúng tôi hoàn thành được ba cái kỳ để mà trả tiền cho bên tượng đài. Đó là mỗi lần chúng tôi trả là 97.000 mấy trăm đó, và chúng tôi hoàn tất ba thời kỳ. Và cuối cùng thì đến giai đoạn thứ hai là bác sĩ Quân, là sau khi anh Kỳ đã mất thì có bác sĩ Quân tiếp nối chương trình đó, và chúng tôi đã cố gắng vận động tất cả những người mạnh thường quân đã cho chúng tôi mượn một số tiền như nãy anh Hùng mới trình bày những cái gì đó, và chúng tôi đã hoàn tất cái số tiền mà đã được xây dựng tượng đài và đã đem tượng đài từ Utah đến về đây cho quý vị. Đó là những quá trình mà chúng tôi cố gắng rất là khó khăn và chúng ta đã vượt qua tất cả. Thì mong rằng tất cả quý đồng hương cũng như tất cả các anh chị công nhân hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong những cái thời gian tới để chúng tôi hoàn tất việc xây dựng tượng đài này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Sau khi mà ủy ban xây dựng tượng đài đã giúp của thành Quảng Trị được thành phố, hội đồng thành phố Westminster chấp thuận, thì chúng tôi đã đặt cọc xây năm tượng đài này tại một nhà kiến trúc về tượng đài ở bên tiểu bang Utah. Và chúng tôi đã dùng cái mô hình là một bức hình của một tiểu đoàn thủy không chiến dân cờ tại Quảng Trị vào ngày 15 tháng 9 năm 1972, và có hai bức hình trong đó. Thì theo chúng tôi thì bức hình này nó miêu tả được cái sự hào hùng của những người lính khi họ cắm lá cờ, và chúng tôi đã quyết định dùng cái mô hình theo cái bức hình đó để làm năm bức tượng này. Và chúng tôi hôm nay xin trình bày là thật là một năm bức tượng thật là vĩ đại, có thể là bức tượng độc nhất về chiến thắng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên thế giới. Đây là một bức tượng rất vĩ đại. Nếu sau này chúng ta có dịp để lên một cái bức như trong kế hoạch là để lên cái bức 4-5 feet, và chung quanh sẽ có những ghi chú về tóm lược trận đánh và những quân đội đã chiến đấu, thì nó rất là vĩ đại, nó rất là vĩ đại. Và chúng tôi xin quý vị hãy biết rằng đây là một bức tượng rất có nên tầm quan trọng cho thế hệ sau, để cho con cháu chúng ta hiểu được người lính Việt Nam Cộng Hòa đã rất là oai hùng trong chiến trận và đã thắng trận. Chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng thua. Năm 72 chúng ta đã thắng, và chiến thắng rất là vẻ vang tại Kon Tum, tại An Lộc và Quảng Trị. Xin cảm ơn bác sĩ Quân. Và sau đây có một cái câu hỏi của cô Nguyễn Ngọc Dung, là mấy chiến hữu trên tượng đài là ai và trong binh chủng nào? Thì hôm nay chúng tôi đã có thư, năm vị này là người là của đơn vị thủy quân lục chiến, tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến. Không biết là bên thủy quân lục chiến, hội thủy quân lục chiến có biết tên của ba năm người này không? Và chắc lâu quá rồi thì tưởng ra chắc quý vị cũng không ai còn nhớ tên của những vị này, nhưng mà năm vị này là người đã coi như là thuộc tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến. Vâng, tôi xin
tiếp lời anh Hùng, tôi có nói chuyện với một vị sĩ quan thực tên Úc Hoa trong thời gian gần đây. Anh có nói rằng cái sự tranh luận giữa thời đoạn 3 và thời đoạn 6 chúng ta không nên đặt ra nữa, vì đó là cái sự cần tất cả những người lính đây đại diện cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bất cứ tượng đài nào mà được xây dựng với cái ý nghĩa đó, ông sẽ đồng lòng. Dù rằng ông trong thời gian trước đây ông có một số bài tranh luận, thì tôi nghĩ rằng những cái là chi tiết đó chúng ta không nên bàn nữa. Cũng như tôi cũng góp ý về tên của một nghị viên trong quá khứ đã dính dáng đến cái công tác này. Chuyện đó đã qua đi. Chúng tôi, những người ngồi đây, là những người tiếp nối cái công tác bỏ dở đó. Chúng tôi không muốn trong tương lai công tác này sẽ bị chi phối bởi một cái thế lực chính trị nào cả. Đây là của tất cả quân nhân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ngồi xuống, đã tôn nhân đã hy sinh, đã bỏ tiền, bỏ của ra để chứng minh cho cộng đồng biết rằng chúng tôi đã cố gắng làm công việc đến đây và chúng tôi cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Xin vì quân lực Việt Nam Cộng Hòa và giúp đỡ chúng tôi hơn là đặt lại những câu hỏi. Anh Kim Vy Thông nói về đó đâu, là cái chuyện cũ chúng ta không nên khơi dậy nữa. Chuyện tấm hình này và tấm hình kia chúng ta đã bàn nhiều quá rồi, chúng ta không nên nói nữa. Và chúng ta chỉ nghĩ rằng nếu quý vị thấy cái tượng đài này đẹp và xứng đáng để một nơi tốt hơn, thì tôi nghĩ rằng những dân cử nào có khả năng giúp chúng tôi được đưa ra một cái nơi bề thế hơn, chúng tôi rất là cảm ơn và chúng tôi rất mong muốn có được đó. Nếu không có, chúng tôi đã làm hết đây và đó là khả năng của chúng tôi. Và hy vọng rằng khi được tiếp một tay nữa, các đơn vị đây là đại diện cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải cho một đơn vị, cho một cái đại đội hay một tiểu đoàn. Vâng, tôi xin được. Và sau đây câu hỏi của David Chen của Sài Gòn Radio TV.